Quý vị đang cùng với Nguyễn Trường và Đoàn Trọng trong chương trình Cà Phê Sáng được phát hình trực tiếp trên băng tần 57.7. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tạm quên tất cả những biến cố căng thẳng đang diễn ra trên thế giới để mời quý vị trở lại vùng miền Nam California với những người mà có thể nói rằng họ là những người đem lại cái nguồn sống vui tươi cho cộng đồng chúng ta. Khoan, hồi sáng đó, khi mà bắt đầu vô chương trình Cà Phê Sáng hôm nay đó, thì chúng ta đã nói về những cái đắng rồi những cái cay rồi này kia, phải không anh? Vâng. Bây giờ mình phải tới cái phần ngọt bùi, nên nó mới đủ bộ chứ, đúng không? Và kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là Hoa hậu Cathy Phạm, Miss Asian 2014, và kế bên là cô Khuyến Nguyễn, một trong những người có thể nói là hàng năm đã bỏ ra nhiều công sức để tổ chức tất cả các giải hoa hậu được diễn ra tại vùng LA, tức là vùng Los Angeles. Liên đoàn Sài Gòn TV chúng tôi, đặc biệt là chương trình Cà Phê Sáng, xin được gửi lời chào đến quý vị. Dạ, xin chào anh Hoàng Trọng, xin chào Nguyễn Trường và xin kính chào quý khán giả đang theo dõi đài Sài Gòn, Lý Đô Sài Gòn TV. Chắc phải mời Hoa hậu Cathy Phạm, thế chắc có lẽ hôm nay cô được dự kiến với tất cả nhiều người ở trên khắp nơi Hoa Kỳ đang theo dõi cái chương trình này. Cô Hoa hậu muốn nói điều gì thưa cô? Thì trước hết thì kính chào quý đài và quý khán giả của đài Sài Gòn TV. Cathy là Cathy Phạm, Cathy đã... Từ lâu Cathy đã đến với hội chợ Tết LA từ 2009 và được học hỏi được nhiều các hoa hậu đi trước, cũng như là đặc biệt là Dr. Amy đã training Cathy và đã để Cathy từ một cô giáo đơn thuần trở thành một hoa hậu xuất sắc nổi tiếng. Nhưng mà phải hỏi chị, tôi xin phép hôm nay tôi gọi chị là chị Đức được không? Chị Phí Nguyễn. Chị Đức cũng được, em tiệm nước mía thì ai cũng biết. Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có điều kiện đến uống nước mía thì không thể nào không nói đến tiệm nước mía miền Đông, chứ không phải miền Tây nữa, phải không? Nước mía miền Đông nằm ngay cái góc khu chợ Hòa Bình. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà thưa chị, thế tại sao chị Đức, một người phụ nữ đến định cư tại đây, có cơ sở làm ăn, có đầy đủ mọi phương tiện hết trơn rồi, tại sao là chị nhảy vô làm hoa thi hoa hậu, năm nào cũng phải đủ thứ chuyện đương đầu hết vậy? Dạ, chị Đức, nó vui anh. Vui. Cái thứ nhất là duy trì được truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình nói riêng và của cộng đồng Âu Á nói chung. Vâng. Thưa với quý vị, chị Đức thì không có xa lạ gì với lại cộng đồng người Việt chúng ta tại đây. Chị có cái tiệm nước mía Viễn Đông kế bên Boiling Crab, ngay khu chợ Hòa Bình hay khu chợ Đồng Hương đó, Westminster. Quá, ông rành quá ha, bồ đi ăn. Uống nước mía hoài mà. Nhưng mà không biết là đã có cái món gì ngon khác nữa không? Bắp luộc. Rất là ngon. Nguyễn Trường rành không? Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi phải nhờ chị Khuyến Nguyễn, tất nhiên là chị Đức, chị cho những cái câu trả lời rất thẳng thắn, vì chúng tôi xin lỗi Hoa hậu Cathy Phạm và xin lỗi chị trước khi có những cái câu hỏi này. Kính thưa quý vị, tại vì gần đây trong những cái cuộc thi hoa hậu có một cái dự nói rằng là sẽ có, đã có vấn đề tiền bạc để đưa lên chức này, chức nọ, chức kia. Sorry chị Đức, nhưng mà chúng tôi phải hỏi cái điều đó như thế nào chị Đức? Em rất là thích câu hỏi này anh Đoàn Trọng, tại vì Hoa hậu hội chợ LA đó là coi như là một cái bất ngờ của ban giám khảo chấm. Vì sao em muốn giữ sở diễn như vậy mà hội chợ LA được tồn tại 13 năm rồi đó Đoàn Trọng, là mục đích ý nghĩa là mình muốn cho các chị em phụ nữ show ra cái nét đẹp của mình ở hải ngoại, cũng như là duy trì truyền thống văn hóa, thành ra rất là vô tư trong vấn đề này. Có một cái điều đó là hàng năm vẫn thường thấy xảy ra, sau một cuộc thi hoa hậu thì những người mà không được chấm đoạt giải đó thường là có những cái câu chuyện phía đằng sau đó. Họ nói rằng là ban giám khảo đã được mua chuộc rồi, cái người thắng giải năm nay đã được chọn sẵn này hết rồi, thì bây giờ mình phải đối phó với chuyện đó như thế nào? Hàng năm đều xảy ra. Thì theo Nguyễn Trường cũng biết đó, Nguyễn Trường là một người mà cũng theo sát và cộng đồng ở đây Nguyễn Trường rất là rành. Rồi về nói về hội chợ và nói về những cuộc thi thì thường là những ở môi trường nào cũng vậy, kẻ thắng người thua, thì thế nào cũng có những cái tức tối, tại vì ai mà lên sân khấu cũng nghĩ rằng, cũng chủ quan nghĩ rằng mình sẽ thắng, nhưng mà có một cái technique nhỏ nào đó không đạt được thì phải thua người bên cạnh. Do đó đó, có những cái điều khó nói, có những cô cũng có thể nói rằng đẹp mình cũng đồng ý đó, nhưng mà trên phương diện chấm nó có nhiều cái khía cạnh nhỏ hơn. Khía cạnh nhỏ mà ban giám khảo phải để ý những chi tiết đó để đưa ra một cái sự công bằng trong cái chấm của người ta, trong cái thang điểm. Kính thưa quý vị, đó là chuyện hoa hậu, và quý vị vừa rồi nghe người đứng ra tổ chức hoa hậu LA 13 năm nay trả lời với quý vị.
Nhưng mà nếu quý vị có điều gì muốn hỏi đến ngay nước mía miền Đông gặp cho bà chủ thì mọi chi tiết sẽ được giải bày rõ ràng. Nhưng mà trở lại với Hoa hậu Cát Thị Phạm, thưa cô trước khi ra đi, cô có tự tin cô sẽ đoạt Hoa hậu không? Cát Thị đã đến hội chợ Tết Ai từ 2009, hồi đó Cát Thị chỉ là một á hậu thôi. Wow. Đúng ra là những cái học hỏi các chị đi trước. Thành ra Cát Thị, cái ngày Cát Thị đã đến với cộng đồng người Mỹ đó, thì Cát Thị cũng cố gắng tự tin với cái áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam mang quốc hồn quốc túy. Và Cát Thị rất là may mắn là những cái giải của Asia, của cộng đồng người Mỹ. Khi cô đoạt trước khi vương miện hoa hậu thì bất kỳ một cái công việc làm gì nó sẽ có cái hậu quả, cái kết quả chứ không phải cái hậu quả nữa của cái chức hoa hậu của cô. Thế sau khi cô trở thành hoa hậu, cô ra đường có khác gì lúc trước không? Dạ, có thể thôi. Chắc nhiều người kể kể nhìn cô nhớ hơn phải không? Đi theo xin chữ ký nữa chứ anh Toàn Trọng. Cathy là một người, xin lỗi cho chị nói chút xíu. Cathy là người rất là nhiệt tình và lúc nào cũng luôn luôn gìn giữ cái thế đứng của mình là một á hậu rồi lên một hoa hậu. Thành ra em thấy đây là một cái hình ảnh rất là đáng hoan nghênh, anh Hoàng Trọng biết không? Cổ luôn luôn bao giờ cũng sửa sang cho mình một cái tư cách, cũng sửa sang cho mình một cái vóc dáng bên ngoài. Anh coi đoạt á hậu từ 2000 mấy rồi, bây giờ lại đoạt hoa hậu nữa, thì chứng tỏ cổ là người cố gắng hết sức mình để giữ vững vai trò của một hoa hậu. Thưa quý vị, năm nay năm 2015 năm như là Ất Mùi thì phải. Năm nay năm Ất Ngọ chứ phải không? Năm trước mùi. Là năm Thìn, năm nay là năm Tỵ. Năm này năm Tỵ hả? Yeah. Như vậy thì cái hội chợ Tết cũng sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Dạ. Yeah. Nguyễn Trường là một nhà truyền thông mà lâu đời đã từng giúp cho em từ cơ sở nước mía cũng như là hội chợ Tết LA. Thì Nguyễn Trường biết là cố gắng giữ gìn cái truyền thống văn hóa của mình, thì năm nay cũng đang cố gắng và đang điều đình với Cao Ti để cho mình có được một cái location rất là đẹp để mà tổ chức năm 2015 này đó Nguyễn Trường. Vâng. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ thêm những chi tiết về vấn đề hội chợ Tết Los Angeles, hay còn gọi tắt là hội chợ Tết LA hàng năm. Và chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị những phần thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Cà Phê Sáng, và đặc biệt hôm nay với cô Hoa hậu Cát Thị Phạm cùng với lại chị Khuyến Nguyễn hay là chị Đức từ nước Mỹ Viễn Đông. Chúng tôi gửi đến quý vị những cái thông tin về hội chợ Tết LA, những cuộc thi hoa hậu. Như vậy thì bây giờ mình ghi danh đi thi hoa hậu đã có cái sự chuẩn bị chưa chị? Dạ có rồi. Có rồi. Ừ. Dạ, bây giờ anh Đoàn Trọng có đề cử người thân trong gia đình đi thi hoa hậu hay không? Chắc chắn là tôi chưa có người thân nào. Bà sợ. Và trước khi đến cuộc thi hoa hậu nói chuyện trò chuyện với hoa hậu và người trưởng ban tổ chức, chắc quý vị cùng với chúng tôi trở lại Sài Gòn. Quý vị chắc mình biết rằng đây anh cầu thủ Beckham đã làm cái chấn động khi anh đến Việt Nam lần thứ nhì. Quý vị thấy đó là một trong những hình ảnh Beckham chia tay với tất cả người dân Sài Gòn, và bao nhiêu người phụ nữ có thể nói đứng chờ để được chụp hình chung với Beckham, nhưng mà cái kết quả chẳng đi đến đâu phải không anh? Có một cái điều nữa là ngày hôm qua cái đoàn xe của ông Beckham đi trên đường phố ra phi trường để trở về cái nơi của mình đó thì đã bị chặn lại, và nhiều người mở cửa xe đòi xin chữ ký nữa thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đến ở sân Foxborough, chắc quý vị cũng biết ông Joe Christman là huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ, hôm nay đã chính thức nhìn nhận rằng là ông ta muốn mời và đã mời được anh Lý Nguyễn, một trong những người Mỹ gốc Việt, trở lại chơi cho đội tuyển Hoa Kỳ. Và hiện nay anh có mặt tại London để dự vào một cái trận đấu với Colombia, thưa anh. Đó, dạ, đó là nói về thể thao trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái bản tin liên quan tới Việt Nam, nhân việc mà anh nhắc tới Việt Nam đó, thì một bản tin sáng nó cho thấy là bắt đầu từ năm 2015 thì những người nào có bằng lái xe ở tại những nước tân tiến như Hoa Kỳ, Anh, Úc v.v. thì những người đó khi về Việt Nam vẫn có thể lái xe hơi được mà không cần phải đi qua một cái sự thi cử nào cả. Nhưng mà xe đâu mà lái. Chỉ cần là phải hiểu được những cái bản báo giao thông của Việt Nam thì người đó có được lái xe. Đây là một cái công ước có từ năm 2000, 1986, công ước Vienna.
cho biết rằng là những cái nước nào đó mà có bằng lái xe được quốc tế công nhận thì được phép lái xe ở những nước thế khác. Thế Hoa hậu Tracy Phạm có định về Việt Nam lái xe không? Sợ quá. Không, chưa có dịp về. Oh, wow. Nhưng mà có một câu hỏi để tôi muốn hỏi cô Tracy, Hoa hậu Tracy Phạm này. Chắc Tracy Phạm thấy Cathy. Gần đây Cathy, xin Cathy. Lỗi, xin là Cathy Phạm. Ok, xin lỗi cô. Không sao anh. Gần đây chắc cô thấy tất cả các bác sĩ thẩm mỹ ở đây rất nhiều, như bác sĩ Michael Đào, bác sĩ Nghị Luận, và gần đây cái kỹ nghệ mà Botox chích rất nhiều ở đây. Thế cô Cathy Phạm, Hoa hậu có nghĩ rằng tất cả những cái khoa học thẩm mỹ nó có đem lại tốt, giúp sức cho cái cuộc thi Hoa hậu không? Cái điều đó thì Cathy không có đi sâu vào, nhưng mà thiết nghĩ rằng đó, cái vấn đề giải phẫu thẩm mỹ nó rất là tốt cho kinh tế, như tốt cho những điều tâm lý xã hội, nhưng riêng đối Cathy thiết nghĩ rằng đó là chúng ta muốn duy trì cái sức khỏe cũng như cái dốc dáng mình, cái duy trì lại kẻ thù của sắc đẹp là thời gian, thì trước hết chúng ta phải biết thế nào là mình phải biết duy trì cái hormone là thể dục để mà cái sức khỏe, như là vấn đề tinh thần và hormone, mình có thể mình như duy trì hormone khi mà như cũng như từng nói là trong uống ngoài tô đó. Nếu đi sâu vào cái ngành thẩm mỹ thì chúng ta có thể duy trì được rất là lâu. Chị Đức, chị sẽ tính ra tổ chức thêm một năm nữa hội chợ Tết LA cũng giống như Thiêu Hậu vào năm Ất Mùi. Kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có hơi sai lầm là khi nói năm nay là năm Giáp Ngọ. Thế chị Đức, chị muốn nói với gì với những người mà có thể nói đang mong ước đoạt được cái chức hoa hậu như cô Cathy Phạm hôm nay ghi tên tham dự đến với cái chương trình của chị Đức? Dạ, cảm ơn anh Hoàng Trọng, cảm ơn Nguyễn Trường và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi đài. Thì năm 2015 này hội chợ Tết LA cũng chuẩn bị để mở cái chương trình hội chợ rất là náo nhiệt. Những cái chương trình truyền thống văn hóa, văn nghệ của các sắc dân, rồi nhất là những cái cuộc thi hoa hậu. Thì bây giờ tại tiệm nước mía Vĩnh Đông đang chào đón tất cả quý vị bạn gái từ 16 tuổi cho tới 99 tuổi luôn. Wow, tại vì wow. Nó có 4 cuộc thi thiếu nhi, rồi trung niên, rồi thiếu nhi, rồi trẻ, Miss, rồi phu nhân là Mrs. và hoa hậu cao niên. Thì đang muốn mời gọi tất cả chị em bạn gái cũng như là các anh chị em cô bác của mình có con em cũng như người già, nhất là người lớn tuổi. Khi rồi đó Đoàn Trọng có một bác ở San Jose cũng theo dõi đài truyền hình thấy và lên thi đậu với giải hoa hậu phu nhân cao niên là 78 tuổi. Wow. Từ 16 tới 99 nha anh Trọng. Dạ, 16 tới 99 và một cái cuộc thi thiếu nhi từ 2 tới 15 tuổi. Thì bây giờ tại nước mía Vĩnh Đông cũng như ban tổ chức hội chợ Tết LA muốn đón nhận các cô hoa hậu, vì là hội chợ LA biết tổ chức rất là vui, sau cái Tết rồi không có bỏ quên những người thắng giải mà tổ chức những cái buổi lễ đăng quang rất là đẹp mắt và lạ cho những cái chương trình đăng quang. Chúng tôi thấy cái chương trình quý vị tổ chức đó là lý do mà chúng tôi cũng có sự hiện diện của quý vị sáng nay, về chúng tôi có đến tham dự và chúng tôi ghi nhận những hình ảnh, có thể đó là một cái buổi tiệc rất tưng bừng trang trọng và trong cái không khí vui vẻ thân thiện của tất cả những người đến dự. Chúng tôi là những người làm ký giả truyền hình thì chúng tôi đến đấy và chúng tôi ghi nhận lại những hình ảnh để rồi chúng tôi gửi đi tất cả mọi nơi ở khắp thế giới này biết đến cộng đồng người Việt chúng ta. Phải nhìn nhận đó là một trong những cái buổi lễ mang tính chất thân thiện và có thể nói đầy thân ái. Tết năm nay Ất Mùi thưa quý vị sẽ rơi vào đúng ngày 19 tháng 2 là ngày thứ năm, là 19 tháng 2, như vậy là hội chợ Tết LA sẽ là những ngày sau đó phải không ngày chị? Ngày sau 19, sau 19 20 sau một tuần, tức là 27 28. Yeah. Như vậy thì quý vị cũng chuẩn bị từ bây giờ, tại vì chúng ta chỉ còn có năm nay thì nó cũng lẹ lắm anh, bây giờ đã giữa tháng 11 rồi, sắp sửa rồi thì coi như là còn có 1-2 tháng để ghi danh nữa thôi. Chắc phải hỏi chị Khuyến Nguyễn là chị đứng ra tổ chức nhiều cái hội chợ LA, nhưng mà thông thường chị có khi nào chị nghĩ đến những cái người nghèo khổ, những người cần sự giúp đỡ của những cái người Việt ở hải ngoại này để có ở trong cái chương trình mà chúng ta nhớ đến những người đang thiếu thốn như vậy không thưa chị? Rất là cảm ơn anh Hoàng Trọng, đây là một cái điều mà em có nói với tất cả các cô hoa hậu là cái này nói một chút thôi, tại vì cơ sở em trời cho thì cũng được. Và cái điều mà quan trọng nhất là cái hội chợ em 12 năm qua, 13 năm qua, khi mà tổ chức hội chợ nó hoàn trọng được bao nhiêu em đi về bển cho từ Bắc vô Nam hết. Em không có xài cái tiền của hội chợ nếu có.
Và nếu có những năm thiếu thì không phải mà năm nào mình cũng nuôi mấy em ăn học rồi lo cho người đói kém, mà năm nay mình lỗ mình phải bỏ thì em dùng cái tiền của nước mía Viễn Đông để về trang trải trong cái chương trình đó. Wow. Thành ra nếu mà quý vị đến với hội chợ Eo Lê đó là cũng như tiếp tay cùng đóng góp với ban tổ chức để mà mình làm một cái công tác chung cho cộng đồng ở hải ngoại chúng ta. Và năm nay em tính làm những cái buổi mua sleeping bag hoặc là đồ lạnh để cho những người không có nhà cửa đang ở ngủ ngoài đường đến quan trọng trong cái mùa Noel kỳ này. Thưa quý vị, hội chợ Tết thì chúng ta nghe nói đến có nhiều hội chợ Tết tại quận Cam này, nói riêng thì cũng có 2-3 cái hội chợ Tết, nhưng mà trên Los Angeles thì như là chỉ có năm nào cũng chỉ có một cái thôi của ban giám đốc ở đây, chị Đức ở đây tổ chức. Thì thường thường đó, người như chúng ta ở đây nghe đến một cái hội chợ Tết thì mình nghĩ ngay đến cái việc là có lời hay không, có lỗ hay không. Thì thường thường đó, khi có lời thì mình cũng nghĩ rằng là những người tổ chức hội chợ Tết cũng chia sẻ cái đồng tiền lời đó cho những người kém may mắn. Yeah. Như chị Đức vừa nói xong thì năm nào cũng vậy, chị cũng có những cái chương trình hoạt động từ thiện. Như vậy thì cũng là một cái rất là hay cho cộng đồng người Việt chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, sau 40 năm chúng ta ra đi, chúng ta mang theo quê hương, và đặc biệt rằng chúng ta cũng có thể tự hào hãnh diện. Bên cạnh những cái tiêu cực mà có thể nói thường xuyên xảy ra trong cộng đồng người Việt chúng ta thì cũng phải, chúng ta cũng phải nói đến những vấn đề tích cực, mà trong đó có những cái công việc từ thiện, công việc nhớ đến những trẻ em kém may mắn, không có đủ điều kiện cắp sách đến trường, cũng giống như tất cả những người nghèo khổ. Đó là một cái niềm hạnh diện mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cùng với chúng tôi và tất cả những người có một cái phần nào trách nhiệm nghĩ đến những cái đau khổ đang xảy ra trên quê hương của chúng ta, thì quý vị chúng ta không thể nào từ chối vào những cái công việc này, phải không thưa? Dạ vâng, đúng như vậy. Cho nên thưa quý vị, thời gian ghi danh còn 1-2 tháng nữa, tại sao quý vị không ghi danh với tham dự vào hội chợ Tết LA bằng những cuộc thi hoa hậu? Chắc phải để Cathy, hoa hậu Cathy Phạm nói với những người sắp sửa trở thành hoa hậu như thế nào. Và làm cách nào để trở thành hoa hậu? Để trở thành hoa hậu nè. Kính thưa quý khán giả, Cathy trước đây là một cô giáo rất là đơn thuần và khô cằn sỏi đá. Thì đã đến với hội chợ Tết LA cũng vì nơi đúng ra đó, cái tinh thần chung là duy trì truyền thống của dân tộc. Chúng ta không phải chỉ riêng cái xã hội này, cái thế hệ này mà thế hệ mãi mãi của ngàn sau. Nhưng Cathy đã đến với hội chợ Tết LA rồi, từ đó Cathy học hỏi được những kinh nghiệm và để Cathy được có cái ngày hôm nay. Cathy ngày đến đầu tiên với hội chợ Tết LA đó thì Cathy chỉ là một á hậu thôi. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ là nơi mà chúng ta có thể nói dream come true, tất cả những cái mơ ước của chúng ta có thể trở thành sự thật. Và ngay những người như chúng tôi cũng không thể nào nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ là những người phóng viên truyền hình để gặp mặt quý vị từ buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ. Nhưng kính thưa quý vị, chuyện gì is a happen, chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Và hàng sáng chúng tôi gửi đến quý vị tất cả những tin tức và những cái sinh hoạt của cộng đồng, đặc biệt là những gì đang xảy ra tại quận Cam của chúng ta, phải không thưa? Như vậy thì chị Đức chắc phải cho số điện thoại để liên lạc với ban tổ chức về vấn đề hội chợ Tết. Dạ, cảm ơn Nguyễn Trường. Có một cái điều là khi mà các cô đi dự thi hoặc là tính dự thi thì rất là e dè ngại ngùng, nhưng mà khi đến với hội chợ Tết LA thì giống như là một cái gia đình, giống family kinh khủng lắm anh. Chị em thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, không có cạnh tranh gì hết. Do đó hội chợ Tết LA mời gọi tất cả các cô phụ nữ, các bà, các em chuẩn bị để đến hội chợ Tết LA ghi danh để tìm cuộc vui và giúp cho cộng đồng chúng ta tươi mát hơn. Thì số phone liên lạc là 714-478-5460, và nếu mà dễ liên lạc nhất là đến nước mía Viễn Đông trong khu chợ Hòa Bình, góc đường Brookhurst and Westminster. Lặp lại một lần nữa là 714-478-5460. Thế thưa chị Đức, là ngoài cái vấn đề truyền thống và hạnh diện của chị ở cái giải thi hoa hậu và hàng năm chị đã tổ chức, thì có cái nét gì đặc biệt nữa hơn nữa ở cái ngoài thi hoa hậu ra ở cái hội chợ LA của chị? Đặc biệt là cái chương trình hoa hậu của hội chợ LA đó anh, nó đầy từ sáng tới tối, chương trình văn nghệ là nhiều màu sắc, tất cả các sắc dân đều đến với hội chợ LA. Và nhất là cái chương trình văn nghệ của hội chợ LA rất là phong phú, và những cái gian hàng ẩm thực thực phẩm đó anh, thì nhiều sắc dân đưa tới những cái món đồ ăn độc đáo của mình. Yeah. Năm nay thì tôi và anh Đoàn Trọng cũng sẽ tới hội chợ LA và sẽ đi ăn mực nướng. Không, đầu năm không ăn mực. Không ăn mực hả? Anh bắp luộc. Ăn mực luộc thôi chứ không. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự thời gian của quý vị với chương trình Cà Phê Sáng mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Và từ 8 giờ đến 9 giờ là phần tin tổng hợp với anh Hoàng Trọng Thị cũng như Lập Sơn. Chúng tôi cảm ơn sự thời gian của quý vị, và như là chị Đức vừa mới cho số điện thoại liên lạc với ban tổ chức hội chợ Tết LA là
714-478-5460. Quý vị liên lạc ngay. Quý vị đừng có rời Anh Văn tầng 57.7 và quý vị vẫn tiếp tục với tin tổng hợp của anh Hoàng Trọng Thủy và Lạp Sơn, vì ở đó quý vị sẽ theo dõi và biết được tất cả những tin tức mới đầy đủ chi tiết hơn mà Cà Phê Sáng chúng ta không có đủ phương tiện để truyền tải đến quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chúng tôi, và đặc biệt xin cảm ơn Hoa hậu Cathy Phạm cũng giống như chị Đức. Dạ, cho em nói một câu là bây giờ chương trình hết rồi thì em nói tất cả bà con gần xa của chúng ta ở ngoài tiểu bang cũng vậy. Đa số là thường về là nước mía Vĩnh Đông hết. Nhưng mà khi đến nước mía Vĩnh Đông cứ nói gặp anh Nguyễn Trường, anh Hoàng Trọng đẹp trai quá đang thì quý vị sẽ được mời ly nước mía và trái bắp rất là ngon. Nhất là me xoài cốc ổi, Nguyễn Trường nhớ không? Nguyễn Trường cũng mê lắm. Thì quý vị đến nước mía Vĩnh Đông và hội chợ Tết Ao Lê. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Cà Phê Sáng.